Anh không biết nói sao để cho em hiểu đây. Hôm nay em không biết giữ gìn, lỡ sau này cha mẹ không còn nữa thì em sẽ ra sao? Thôi, anh đừng nói nữa. Tôi sẽ tự biết lo cho đời tôi. Hãy dừng chân đi em, đừng nén bước tiếp trên con đường mà em đang mặc phải sai lầm. Đừng mãi mê lao theo những cuộc chơi không đáng chi, em sẽ đốt cháy cuộc đời đó em. Đừng bận tâm cho em, đừng nên lo lắng chi thêm nhiều, vì em cũng đã lớn khôn rồi. Chuyện của em hôm nay tự em sẽ biết nghĩ suy, anh chớ bận lòng làm chi. Này em ơi, sao em lại nói vậy? Chuyện của em khác gì chuyện của anh. Vợ làm anh nên anh mong em luôn tốt luôn đàng hoàng, anh chơi phải nghĩ đến tương lai. Này anh ơi, xin anh đừng nói nhiều, chuyện ăn chơi sống chết là của tôi, vì mẹ cha cho tôi lắm bạc nhiều tiền, không ăn chơi biết để làm chi. Hãy nghe anh đi em, hãy mau quay trở về, đừng đi theo những người bạn không tốt. Chuyện của tôi thôi kệ tôi, xin anh chớ có nhiều lời, hãy để tôi tự lo cho đời tôi. Hãy dừng chân đi em, đừng nén bước tiếp trên con đường mà em đang mắc phải sai lầm. Đừng mãi mê lao theo những cuộc chơi không đáng chi, em sẽ đốt cháy cuộc đời đó em. Đừng bận tâm cho em, đừng nên lo lắng chi thêm nhiều, vì em cũng đã lớn khôn rồi. Chuyện của em hôm nay tự em sẽ biết nghĩ suy, anh chớ bận lòng làm chi. Này em ơi, sao em lại nói vậy? Chuyện của em khác gì chuyện của anh. Vợ làm anh nên anh mong em luôn tốt luôn đàng hoàng, anh chơi phải nghĩ đến tương lai. Này anh ơi, xin anh đừng nói nhiều, chuyện ăn chơi sống chết là của tôi, vì mẹ cha cho tôi quá nhiều bạc tiền, không ăn chơi biết để làm chi. Hãy nghe anh đi em, hãy mau quay trở về, đừng đi theo những người bạn không tốt. Chuyện của tôi thôi kệ tôi, xin anh chớ có nhiều lời, hãy để tôi tự lo cho đời tôi. Em sao quá khờ, lời anh nói không nghe, mãi lao theo bao cuộc vui, rồi ngày mai không còn chi, em sẽ hối tiếc muộn màng đó em.